Lăng Quốc Mẫu nằm ở phía tây chân đồi Phượng Cẩm Linh, đồi thoải ra phía sông Hồng. Lăng Quốc Mẫu, Đền Sinh và Chùa Thiền Lâm là một quần thể di tích gần nhau. Đầu những năm 1960, nắn chỉnh tuyến đường sắt Hà Nội, Lào Cai cho thẳng tuyến nên đã cắt ngang phía sau khu lăng mộ chừng 20 mét. Khu lăng mộ hiện nay được tôn tạo có khuôn viên cây cảnh đẹp. Đây là công trình ghi nhận công ơn Đức Quốc Mẫu, tỏ lòng tri ân đối với tổ tiên. Các bậc tiền bối đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.